Chào các bạn trẻ, các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tiền lương mỗi tháng cứ không cánh mà bay, thậm chí còn cháy túi trước khi kịp nhận lương mới chưa? Nghe nói có tới hơn 60% người trẻ mình cũng đang rơi vào tình trạng viêm màng túi đấy. Vậy phải làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này và bắt đầu tiết kiệm hiệu quả đây? Đừng lo, trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 mẹo cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng để giữ chặt túi tiền của mình. Cùng xem video với mình nhé! Mình biết nhiều bạn trẻ ngại lập ngân sách lắm, nhưng tin mình đi, đây là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để kiểm soát chi tiêu đấy. Khi bạn lập ngân sách, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình. Đầu tiên, bạn hãy ghi lại tất cả khoản thu nhập của mình trong một tháng. Điều này bao gồm lương, tiền thưởng và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác. Tiếp theo, bạn ghi lại tất cả các khoản chi tiêu, từ tiền nhà, tiền ăn, tiền điện thoại, cho đến những ly trà sữa cuối tuần. Đừng bỏ sót bất kỳ khoản chi tiêu nào, dù là nhỏ nhất. Những khoản chi tiêu nhỏ nhất này có thể cộng dồn lại thành một số tiền lớn mà bạn không ngờ tới. Bạn có thể dùng số ghi chép, ứng dụng điện thoại hoặc đơn giản là một file Excel. Mọi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng nhất là phải thật thà với bản thân và ghi lại mọi khoản chi tiêu, dù chỉ là nhỏ nhất. Điều này giúp bạn có cái nhìn chính xác về tình hình tài chính của mình. Sau khi có được bản tổng kết chi tiêu, bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình đang tiêu xài hoang phí cho khoản nào và cần điều chỉnh ra sao. Bạn có thể thấy rằng mình đang chỉ quá nhiều cho những thứ không cần thiết. Ví dụ, nếu bạn thấy mình chỉ quá nhiều cho việc ăn ngoài, bạn có thể lên kế hoạch nấu ăn tại nhà nhiều hơn. Hoặc nếu bạn thấy mình mua sắm quá nhiều quần áo, bạn có thể đặt ra giới hạn cho việc mua sắm hàng tháng. Nên nhớ, lập ngân sách không phải để gò bó bản thân, mà là để bạn chi tiêu thông minh và tiết kiệm hơn. Khi bạn biết rõ mình đang tiêu tiền vào đâu, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định tài chính tốt hơn và đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và bạn sẽ thấy sự khác biệt. Lập ngân sách không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn về tài chính của mình. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc không đủ tiền vào cuối tháng nữa. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc lập ngân sách là một quá trình liên tục. Bạn cần thường xuyên xem xét và điều chỉnh ngân sách của mình để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Đừng nản lòng nếu bạn gặp khó khăn ban đầu, vì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Chúc các bạn thành công trong việc lập ngân sách và đạt được mục tiêu tài chính của mình. Ngày nay, có rất nhiều ứng dụng quản lý tài chính tiện lợi có thể giúp bạn theo dõi chi tiêu một cách dễ dàng và hiệu quả. Những ứng dụng này không chỉ giúp bạn ghi lại các cái khoản chi tiêu hàng ngày mà còn cung cấp các công cụ phân tích tài chính mạnh mẽ để bạn có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình. Một số ứng dụng phổ biến và miễn phí mà bạn có thể tham khảo là Money Manager, Sở Thủ Chi Misa hay Wallet. Những ứng dụng này không chỉ dễ sử dụng mà còn có giao diện thân thiện, giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý tài chính cá nhân. Các ứng dụng này cho phép bạn ghi lại thu nhập từ các nguồn khác nhau như lương, tiền thưởng hay các khoản thu nhập phụ khác. Bạn có thể dễ dàng nhập thông tin này vào ứng dụng và theo dõi sự biến động của thu nhập theo thời gian, chi tiêu, tạo ngân sách, theo dõi đầu tư. Bạn có thể phân loại các khoản chi tiêu theo các danh mục khác nhau như ăn uống, giải trí, mua sắm và nhiều hơn nữa. Điều này giúp bạn nhận ra những khoản chi tiêu không cần thiết và điều chỉnh ngân sách một cách hợp lý. Và thậm chí là nhắc nhở bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn. Các ứng dụng này có thể gửi thông báo nhắc nhở bạn về các khoản thanh toán sắp đến hạn, giúp bạn tránh được các khoản phạt trễ hạn và duy trì lịch sử tín dụng tốt. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để cập nhật thông tin chi tiêu vào ứng dụng, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình. Việc này không chỉ giúp bạn kiểm soát chi tiêu mà còn giúp bạn lập kế hoạch tài chính dài hạn. Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và đưa ra những quyết định chi tiêu hợp lý hơn. Các báo cáo tài chính chi tiết và biểu đồ trực quan sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi sự biến động của tài chính và đưa ra các quyết định thông minh hơn. Hãy thử trải nghiệm và tìm cho mình một người bạn đồng hành đắc lực trong hành trình quản lý tài chính cá nhân nhé. Việc sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự an tâm và tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và khám phá những lợi ích mà các ứng dụng này mang lại cho bạn. Ai mà chẳng thích mua được đồ tốt với giá hội, phải không nào? Việc săn ưu đãi và giảm giá không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền, mà còn mang lại cảm giác thỏa mãn khi mua sắm. Trước khi mua sắm bất cứ thứ gì, hãy dành thời gian tìm kiếm các chương trình khuyến mãi, giảm giá, voucher từ các cửa hàng, trang web mua sắm trực tuyến. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm, mà còn giúp bạn tìm được những sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.
bạn có thể theo dõi các trang fanpage, website của các nhãn hàng yêu thích, nơi thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Đôi khi, các nhãn hàng còn tổ chức các sự kiện giảm giá độc quyền cho những người theo dõi trang của họ. Đăng ký nhận email thông báo khuyến mãi cũng là một cách hiệu quả để không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi nào. Nhiều cửa hàng trực tuyến gửi email thông báo về các đợt giảm giá, mã giảm giá đặc biệt chỉ dành cho người đăng ký, hoặc sử dụng các ứng dụng tổng hợp mã giảm giá như Shopee, Tiki, Lazada. Những ứng dụng này không chỉ cung cấp mã giảm giá mà còn giúp bạn so sánh giá cả từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo bạn luôn mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Hãy tập cho mình thói quen so sánh giá cả từ nhiều nguồn khác nhau trước khi quyết định mua hàng. Việc này có thể tốn chút thời gian nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Bạn sẽ bất ngờ với số tiền mình có thể tiết kiệm được chỉ bằng việc săn sale thông minh đấy. Hãy nhớ rằng, việc mua sắm thông minh không chỉ là việc tìm kiếm giá rẻ mà còn là việc chọn lựa sản phẩm chất lượng với giá trị tốt nhất. Hãy trở thành một người tiêu dùng thông thái và tận hưởng niềm vui mua sắm mà không lo về giá cả. Ăn ngoài quá thường xuyên không chỉ tốn kém mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vì suốt ngày order đồ ăn, hãy thử trợ tài nấu nướng tại nhà vài bữa mỗi tuần. Bạn có thể lên thực đơn cho cả tuần, mua nguyên liệu với số lượng lớn để được giá ưu đãi và chế biến những món ăn ngon, bổ, rẻ. Nấu ăn tại nhà không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn là cách để bạn thư giãn, sáng tạo và chăm sóc bản thân tốt hơn. Hãy rủ bạn bè, người thân cùng nấu ăn và thưởng thức những bữa cơm ấm cúng, tiết kiệm nhé! Bạn có biết rằng bạn có thể tự tay làm rất nhiều sản phẩm handmade, xinh đẹp và tiết kiệm chi phí? Thay vì bỏ tiền mua những món đồ đắt đỏ, hãy thử sức với những công thức DIY, do it yourself, tự tay làm, đơn giản trên mạng. Bạn có thể tự làm nền thơm, xà phòng handmade, túi vải tái chế hay trang trí nhà cửa bằng những vật dụng cụ. Việc tự làm đồ dùng không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn mang đến niềm vui sáng tạo, thỏa mãn đam mê và tạo ra những món đồ độc đáo mang dấu ấn cá nhân. Để việc tiết kiệm hiệu quả hơn, bạn cần đặt ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền? Trong thời gian bao lâu? Mục đích của việc tiết kiệm là gì? Việc đạt mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn có động lực và quyết tâm hơn trong quá trình tiết kiệm. Hãy chia nhỏ mục tiêu thành những cột mốc nhỏ hơn để dễ dàng theo dõi tiến độ và tự thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu. Nhớ ghi chú mục tiêu ở nơi dễ nhìn thấy để luôn tự nhắc nhở bản thân nhé! Mua sam bốc đồng là kẻ thù số 1 của việc tiết kiệm. Để tránh vung tay quá chán, hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ kỹ trước khi mua sắm. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thật sự cần món đồ này không? Mình đã có món đồ tương tự chưa? Mình có thể mua nó với giá rẻ hơn ở đâu không? Nếu câu trả lời là không, hãy mạnh dạn nói không với nó. Hãy nhớ, mua sắm thông minh là mua những gì mình cần, chứ không phải mua những gì mình muốn. Nhiều bạn trẻ chưa biết tận dụng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn từ ngân hàng. Hãy thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình giảm giá, hoàn tiến khi thanh toán online, mua sắm, ăn uống, du lịch, bằng thẻ của ngân hàng bạn đang sử dụng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu về các dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn online để tiết kiệm thời gian và chi phí. Tận dụng tối đa các lợi ích mà ngân hàng mang lại sẽ giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm hơn. Nếu bạn là người trẻ năng động, muốn tăng thu nhập và tích lũy kinh nghiệm, hãy thử sức với các công việc làm thêm phù hợp. Bạn có thể làm cộng tác viên viết bài, bán hàng online, dạy kèm hoặc tham gia các dự án freelance. Việc làm thêm không chỉ giúp bạn kiếm thêm thu nhập mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân. Hãy nhớ sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa công việc chính, việc làm thêm và cuộc sống cá nhân nhé! Đầu tư vào giáo dục tài chính là khoản đầu tư thông minh và cần thiết cho bất kỳ ai, đặc biệt là người trẻ. Hãy dành thời gian đọc sách, tham gia các khóa học, hội thảo về quản lý tài chính cá nhân, đầu tư, kinh doanh. Việc trang bị kiến thức tài chính sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt và hiệu quả hơn. Đừng ngại học hỏi, trau dồi kiến thức để tự tin làm chủ tài chính của bản thân và xây dựng tương lai vững chắc.